giới tính, thần đồng một thời Hàn Quốc khát khao ở World Cup nữ. Park Eun-seon đã bị gièm pha bởi những tuyên bố vô căn cứ về giới tính một thập niên trước, nhưng cô đã vượt qua giai đoạn đó để cùng Hàn Quốc tranh tài tại World Cup nữ lần thứ 3. Giờ đây, tiền đạo 36 tuổi người Hàn Quốc người đã chơi ở World Cup nữ đầu tiên cách đây 20 năm nói với AFP rằng cô còn một mục tiêu nữa tại World Cup nữ 2023 tại Úc và New Zealand. Tôi chưa từng ghi bàn tại World Cup nên tôi đang tập luyện chăm chỉ với mục tiêu ghi bàn. Như tôi luôn nói, tôi đang thực sự làm việc chăm chỉ vì nghĩ rằng đây là kỳ World Cup cuối cùng của mình, Park nói trước thềm World Cup nữ năm nay khai mạc vào ngày 20 tháng 7. Sự nghiệp của Park được đánh dấu bằng những đỉnh cao đặc biệt nhưng cũng có những thất vọng to lớn. Được coi là một thần đồng, cô đã gia nhập đội tuyển nữ Hàn Quốc khi còn là một thiếu nữ và chơi ở World Cup nữ 2003. Khi 19 tuổi, cô đã ghi được 11 bàn thắng cho đội tuyển nữ quốc gia. Tiền đạo kỳ cựu này cũng đạt một số thành công trong nước. Năm 2013, cô là vua phá lưới, giải quốc nội với 19 bàn thắng trong màu áo câu lạc bộ Seoul City Ho. Nhưng màn trình diễn chói sáng của Park lúc ấy đã dẫn đến 6 huấn luyện viên đối thủ đe dọa tẩy chay giải đấu và yêu cầu kiểm tra giới tính của cô. Khiếu nại đã bị ngừng lại khi Ủy ban Nhân quyền của Hàn Quốc can thiệp, nói rằng hành động của các huấn luyện viên là quấy rối tình dục. Những gì đã xảy ra là quá khứ và bây giờ tôi không nhớ nhiều về nó. Park chia sẻ đồng thời mô tả nó vào thời điểm cô cảm thấy nhục nhã. Nữ tiền đạo này nói thêm, tôi đã ghi được rất nhiều bàn thắng vào năm 2013 bởi tôi được trao nhiều cơ hội và các đồng đội đặc biệt giỏi vào thời điểm đó. Có những huấn luyện viên đã xin lỗi và thời gian đã trôi qua lâu. Hiện tại tôi đang làm tốt. Park cũng trải những thăng trầm khác trong sự nghiệp. Cô không ghi được bàn nào ở World Cup nữ 2003 và 2015, sau đó không được gọi vào đội tuyển quốc gia trong 7 năm. Park nghĩ rằng sự nghiệp quốc tế của mình đã kết thúc cho đến khi Colin Bell trở thành huấn luyện viên của đội tuyển nữ Hàn Quốc vào năm 2019. Nhà cầm quân người Anh đã đưa ra quyết định bất ngờ khi triệu tập cô, thậm chí ông Colin Bell còn ví von Park là người có thể thay đổi cuộc chơi. Park là một trong những nữ cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất của Hàn Quốc trước khi xuất hiện những ngôi sao như Ji So-yoon. Nhưng sự nghiệp của cô lần đầu tiên bị chật bánh bởi những cáo buộc rằng đã nhảy vọt lên giải đấu chuyên nghiệp sau khi học trung học thay vì chơi cho một đội đại học như thông lệ tiêu chuẩn. Park sau đó nghỉ bóng đá 2 năm vào năm 2010 khi cha qua đời, nhưng cuối cùng cô đã trở lại thi đấu như mong ước của cha mình. Nữ tiền đạo 36 tuổi chia sẻ thêm rằng, bất chấp mọi thứ xảy ra trong 2 thập niên kể từ khi ra đấu trường quốc tế, bóng đá là điều tôi thích nhất và thể hiện tốt nhất. World Cup là sân khấu tuyệt vời nhất đối với bất kỳ cầu thủ bóng đá nào. Nếu bạn được bước lên sân khấu hay nhất chơi các trận đấu và ghi bàn, sẽ không có vinh dự nào sánh được với điều đó. Park nói, tại World Cup nữ năm nay, Hàn Quốc sẽ đá trận ra quân vào ngày 25 tháng 7 với Colombia ở bảng H, nơi cũng có sự góp mặt của Đức và Morocco. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.